cũng có sắp ca nhạc Thanh Huy. Oh,
Yeah.
Hari ông sau thì là số hôm nay hát anh nhớ coi nha. Dạ. Ok, cảm ơn rất nhiều.
thêm một khách nữa không? Chung với Kenji rồi đấy. À, em có thể bật điện thoại để sửa lời. Thank you.
quý vị còn muốn nghe hát được mà. Duyên hả? Đặng bản của Lê Đô cũng nghe quý vị. Duyên hả? Bây giờ thầy Lê Đô hỏi về muốn gì nữa hả? Không bao giờ. Duyên hả? Duyên phận anh ơi. Duyên phận anh ơi. Anh ơi, duyên phận anh, ơi. Anh ơi, duyên phận anh. Bây giờ Nhi hát một bài hát anh Nhi rất là thích thì anh lên. Ngại buồn thưa quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
Luis.